Vâng. Vậy là kết thúc 3 năm học này nhỉ, đúng không? 3 năm học trôi qua, thực ra đây cũng là thời gian cô nghĩ rằng là cũng vừa đủ để cô có thể chứng kiến sự nỗ lực trưởng thành và của các bạn. Thật sự đến thời điểm này phải nói lời chia tay với các bạn, cô giáo cảm thấy rất là buồn. Thế nhưng cô giáo cũng mong trong thời gian tới các bạn sẽ có một cái sức khỏe thật tốt để thực hiện được ước mơ lớn của mình. Cô cảm ơn các bạn trong 3 năm qua đã đồng hành cùng cô. Cô sẽ luôn luôn ở trường Trung học phổ thông Tứ Sơn dõi theo các bạn. Cô luôn mong các bạn thành công và hãy luôn nhớ về cô, và cô cũng luôn nhớ về các bạn rất là nhiều. Cô yêu các bạn rất là nhiều ạ. Đêm mang em về trong giấc mơ. Tôi hát lên trăm lời vu vơ. Vẫn những khuôn mặt cười dù biết sẽ không hề vui. Dù hôm nay dẫu đúng sai vẫn yêu hơn ngày mai. Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu. Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu. Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu, để tim này vơi cơn đau. Và những ký ức mệt nhoài chợt tan vào sớm mai. Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui. Cảm ơn người vì đôi bàn tay không. Cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt trong thanh xuân của tôi ạ. Xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn và cô ạ. Về nơi ấm êm vô cùng, ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Rồi tan biến tựa như năm tháng lúc ta vẫn còn ngây thơ, ấp ôm thật nhiều mộng mơ vụt qua bất ngờ. Những tháng năm đó đem lòng gửi trao một người, cất giấu đi biết bao điều chưa nói, để rồi bao lỡ đâu thời gian trôi. Đến khi đoạn đường chia đôi thì đã xa xôi. Gặp được nhau, bước bên nhau, dù có ngắn ngủi mà đậm sâu. Xuân thì có nhau mới rạng ngời, nụ cười khắc trên bờ môi. Dù mai sau có thương đau, ta vẫn sẽ chúc cầu cho nhau. Mong rằng sẽ được sáng, sẽ huy hoàng như pháo hoa ngập tràn. Những tháng năm đó đem lòng gửi trao. Xin chào các bạn 12A8. Hôm nay là một ngày thật là đẹp, một ngày kỷ yếu của các em. Là cô chúc các em có một buổi chụp kỷ yếu thật là vui vẻ, và chúc các em có một buổi chụp kỷ yếu thành công và sau này tương lai tốt đẹp. Trên bờ môi, dù mai sau có thương đau, ta vẫn sẽ chúc cầu cho nhau. Mong rằng quãng đường phía trước.
trước sẽ được sáng sẽ huy hoàng như pháo hoa ngập tràn. Nếu như có điều ước, mong rằng ta sẽ trở về một lần nữa được sống lại nơi tháng ấy. Người từng hứa sẽ mãi bên tôi giờ nơi đâu? Có lúc nào nhớ đến nhau? Hồi ức chấm xuân dịu dàng là hành trang tôi mơ. Dập khuôn nhưng mà có một sự thật là tôi yêu bạn ấy thật luôn. Hey, dù xa là mấy, give me a phone call, năm phút sau là thấy. Yeah, yeah. Hey, on stage và cháy, being with my friends going to a better day. Bạn ấy, nếu như có một điều mà bản thân mình đồng ý thì chắc chắn là chẳng có gì quý hơn được cái tình đồng chí. Cảm ơn bạn vì đã bên cạnh khi cả thế giới quay lưng. Còn nếu thế giới quay lưng với bạn ấy thì tôi sẽ quay chung. Nắm tay nhau thật chặt nhé. Đùa đấy. Là hết, vì chúng ta trong một lớp mà. Mình
tuy nó cũng không ngắn mà nó cũng chẳng dài, nhưng mà cô đã giúp bọn em là đi vượt qua bao nhiêu thăng trầm để đến giây phút cuối cùng bọn em thành người, dạy cô đã che chở cho chúng em. Nên em thay mặt toàn thể 12A8 chúc cô là luôn luôn mạnh khỏe, và chúng em luôn gọi là nhớ đến cô và công ơn của cô ạ. Và cả lớp em, cả lớp 12A8 là mình gọi chân thành cảm ơn cô lần nữa. Rồi. Cô đã cảm ơn, cô đã cảm ơn Hậu nha. Hôm nay phải thật sự là bạn Hậu lớp chúng ta nói rất là hay luôn, mà cô giáo cảm nhận được từ tấm lòng của bạn ấy đấy. Thay mặt lớp một lần nữa em cũng cảm ơn cô rất nhiều. Trong thời gian 3 năm vừa qua, cô đã bỏ qua cho bọn em rất nhiều lỗi lầm, mặc dù sai trái cô vẫn bao dung, luôn quan tâm, động viên và giúp đỡ chúng em rất nhiều. Một lần nữa thì em cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp đỡ lớp và bọn em luôn luôn nhớ về cô ạ. Cô đã cảm ơn các em. 12A8 ơi! Ơi! 1, 2, 3! Dô! 2, 3! Dô! 2, 3! Cuống! Cuống thế nào? Cuống! Hết thế nào? Hết sạch! Sạch thế nào? Sạch sạch sạch! 1, 2, 3! Dô! 2, 3! Cuống! Trong 3 năm rất nhiều kỷ niệm. Ghét có, yêu có, nó rất là nhiều cảm xúc khác nhau. Cũng cảm ơn cô và các bạn đã đồng hành cùng em trong 3 năm qua, đã cho bọn em rất nhiều những kiến thức, những sự trưởng thành. Ngày hôm nay thì rất là ý nghĩa. Thì cảm xúc rất khó nói. Em chỉ biết cảm ơn cô và các bạn đã đồng hành cùng em trong 3 năm vừa qua. Nếu như mà em có sai gì với các bạn hay là có nhiều lần em không tốt với các bạn thì em mong các bạn tha thứ cho em. Các bạn có tha thứ cho bạn không? Em thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn cô và các bạn đã đồng hành cùng em trong 3 năm qua. Một lần nữa em xin cảm ơn tập thể và cô. Cô chạy đâu mà em cái. Cùng em nhá. Em thưa cô và tập thể 12A8, và em cũng có đôi lời muốn nói với tập thể. Trong thời gian qua thì từ đến cái buổi tiệc chụp kỷ yếu này, em cũng có hơi nói to lặng lời với các bạn. Thì có gì sai các bạn bỏ qua cho mình, cũng là lúc nóng giận thôi. Bạn định nước mình có tuyệt vời không? Còn từ năm lớp 10 đến bây giờ, cũng các bạn cũng có ghét, có quý, có vui, có buồn. Các bạn đồng hành cùng nhau cùng 3 năm rồi. Đến thời gian này thì nói chung là đến cái buổi cuối cùng để chụp kỷ yếu ấy, thì các bạn cũng người đi, người không, người có mặt, người không có mặt, người có trách nhiệm, người không có trách nhiệm. Bây hội chuyện hôm nay ấy, thì các bạn nói ở đây thôi, tâm sự ở đây, xong rồi mai cũng bỏ qua hết. Thì từ những cô giáo cũng có lời nói đến em trong thời gian qua. Cô giáo cũng giúp đỡ em trở thành một người thật hoàn hảo. Em cũng có đôi lời cảm ơn tập thể lớp đã cùng nhau đồng hành suốt 3 năm qua. Em cũng cảm ơn cô đã giúp đỡ chúng em trong thời gian qua. Em chúc cô thành công trên công việc chồng người. Em xin hết. Alo. Trước cô này.
Điều đầu tiên em muốn gửi đến cô và tất cả các bạn ở đây đó chính là thời gian qua thật không phải là khoảng thời gian quá dài mà cũng không phải là thời gian quá ngắn. Nó cho em bao nhiêu kỷ niệm, những ngày tháng vui buồn cùng tất cả các bạn tập thể ở đây. Thật sự nó là cái gì đấy mà em không thể nào quên được trong những năm tháng tuổi trẻ của em. Có vui, có buồn, có nghịch ngợm, có chơi bời, có tất cả mọi thứ. Nhưng thật sự là hôm nay là ngày cuối cùng để nói ra hết những tâm sự trong lòng mình. Thì đầu tiên em rất muốn cảm ơn cô ạ. Rất muốn cảm ơn cô rất nhiều lần đã nâng đỡ em và tập thể các bạn ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn ở đây ạ. Thanh xuân của Lai Thành Đạt có tất cả các bạn ở đây ạ. Em xin hết ạ. 3 năm qua bọn em yêu nhau thì chắc chắn là cô giáo sẽ là người không biết. Bởi vì bọn em yêu nhau thì bọn em kín lắm cô ạ. Bọn em là cô đúng là cô phải nói rằng là vừa lên cô ngồi với các bạn cô muốn chê Đạt luôn. Ôi sao Đạt nghịch thế mà sao bạn cô lại yêu Đạt nhỉ? Đạt nghịch rất là nghịch luôn đấy. Cô nếu là cô bỏ Đạt rồi đấy. Thế mà sao cô lại yêu Đạt được 3 năm rồi cô giáo không hề biết luôn. Tối lại cho gia đình ở đây vậy nhỉ? Bây giờ các em muốn bạn Đạt đấy bạn cô thấy tình cảm như thế nào? Tôi hát thì tôi không hát được. Bọn em sẽ cố gắng tức hết mình vì tình yêu tuổi trẻ này, sẽ cố gắng vì nhau mà đến được với nhau, nó là một cái gì đấy thật là ý nghĩa. Thật sự là em có chơi, có bài, nghịch ngợm đủ tất cả mọi thứ. Nhưng mà em thật sự là em rất yêu bạn ấy ạ. Bởi vì em có chơi bời các kiểu nghịch ngợm thế nào nữa bạn vẫn có thể tha thứ cho em ạ. Thật sự sau này có báo 1 lít không? Nhưng cô giáo muốn rằng là nếu mà em là yêu thương ấy thì em phải thay đổi đấy, Đạt phải thay đổi nhiều hơn nữa đấy. Cô giáo nghĩ rằng là sau này không bị đỡ khổ với em, không bị thương gì cả, đỡ khổ với em. Là vì bản thân là đúng như cô giáo nói, cuối năm rồi nhưng mà hôm trước bà đi họp với em, mẹ thật sự là mẹ không dám đi, cô giáo biết mà. Mẹ đi thì cô giáo nghĩ mẹ. Trên đây em cũng nói thẳng với cô và các bạn luôn là em nói thẳng luôn là mẹ em xấu hổ với em. Mẹ hôm đấy mà mẹ đi là mẹ sẽ khóc. Đây là hôm đấy bà đi họp cho em. Có thể là em ở đây em là một con người gì đấy rất là thiếu tình cảm với gia đình cô ạ. Cô giáo biết. Phải tâm sự thật là từ bé đến giờ có lẽ là em khóc trên lớp là duy nhất vì một lần đấy là mẹ em không đi lên cái lần em đánh nhau đấy ạ. Mẹ em nói những cái câu như thế thì em không biết em nghĩ mẹ em như nào luôn ạ. Thật sự lần đầu tiên cô giáo thấy Đạt khóc đấy em ạ. À, thật sự những giọt nước mắt của Đạt hôm nay cô nghĩ là Đạt em thưa cô và các bạn thì trong 3 năm vừa qua em thì lần đầu tiên là lên nhận lớp thì cô đã bầu cho em làm lớp trưởng thì cô đã giao cho em đúng thì em cũng làm hết trách nhiệm. Thì em cũng có gọi là làm chưa làm trưởng đoàn tàu nhưng làm phó dưới tay của cô thì em là nhiều lúc là có gọi là một cái cả trường chưa có lớp trưởng nào là bao che các bạn như em. Những lớp khác thì những tổ trưởng mà ghi lỗi các bạn ấy thì không bao giờ mình nói ra mình bắt cái hết, không bao giờ mình moi móc ra. Mình tôi nói thật tôi là một con người rất thương người. Không biết các bạn nghĩ gì về tôi nhưng mà tôi nói thật là tôi thì các bạn cũng biết là trong lớp là trong 3 năm học tôi có thích một người 2 năm. Nhưng mà con người đấy nó gọi là không đáp nhận lại tình cảm cho tôi. Nhưng từ đó là tôi đã có động lực để yêu một người khác. Và tôi đã tìm được một người mới tốt hơn người ta.
video này có thể đến tay của người yêu của em, hiện tại người yêu của em là chính là Nguyễn Thị Trà My, là học lớp 12A4. A4 là anh muốn nói với em rằng là anh rất yêu em. Thôi thì chung người yêu với mình bảo thế. Thôi thì các bạn vì người em là không có ở đây thì em muốn là anh giữ lại cho em cái video này để em gửi lại tới người yêu em. Anh vừa quay điện thoại làm chụp. Vâng. Thích bao nhiêu cũng quá. Tiếp tục phát biểu về những năm học vừa qua đi. Trong 3 năm học thì lớp mình là một cái lớp gọi là ngoan, lúc nào cũng đứng top 1 nhất trường. Nhưng mà nhiều vẫn có nhiều bạn là hay có tính nóng nảy là đi nghịch sàng luôn. Thôi thì cái đấy thì anh em mình bao dung bỏ qua cho nhau, coi như đấy là những sai lầm tuổi trẻ. Thì lúc trẻ đã có sai lầm mà. Các bạn ở trong lớp là nhiều lúc là vẫn còn chưa đoàn kết với nhau. Đó là thật, đó là bây giờ hiện tại lớp mình còn 39, 39 sĩ số 39. Thì tôi mong muốn là các bạn là còn trong thời gian còn lại ôn thi đến lúc thi. Tôi mong các bạn là phải đoàn kết với nhau, luôn yêu thương lẫn nhau, bảo vệ cho nhau, chứ không phải lúc nào cũng ghét bỏ nhau, tị nẹt nhau. Thì tôi chỉ muốn nói thế thôi, thì lúc mình ra ngoài xã hội ấy, mình gặp nhau thì mình có thể giao lưu dễ dàng, chứ bây giờ mình cứ tính cái giữ tính kẹt sỉ đấy thì không được. Cái gì nào em? Cái ý là... Láo thật. Vẫn trên tỉ chuột rút chân không đứng lại được. Trong lớp nhiều khi có những bạn dối trá nhưng mà không qua mắt được mình được. Mình là người đẻ ra cái những trò đấy mà. Khi bạn dối trá không qua mắt được mình được. Tình dối trá. Nhưng mà mỗi lần bạn trốn học như cô giáo cũng biết ấy. Nhưng mà bọn mình lại biết. Nhưng mà... Em có thú thật với cô là những lần nghỉ học là cũng có lần là không phải là đi chơi mà là có hai nội dung. Một là mệt là nghỉ thật, hai là nói dối đi kiếm tiền. Cũng chỉ vì đồng tiền nó làm tham lòng người thôi. Sáng đi học chiều báo là nghỉ đi sáng. Lớp mình hiện tại bây giờ là không biết còn mấy cặp nhỉ? Lớp mình đâu đó khoảng 3 cặp, 4 cặp. Đúng, bạn đạt cho tôi xin... Ôi, tự giác khai bạn ạ. Thôi thì 3 năm vừa qua thì chúng mình cũng có gọi là một kỷ niệm kéo dài 3 năm liền đấy. Thôi thì tôi cũng cảm ơn các bạn 3 năm đã đồng hành cùng tôi. Cho ba cặp bên đây phát biểu. Cái gì? Em có phát biểu không? Đã đồng hành cùng tôi 3 năm để cho tôi một cái kỷ niệm gọi là đáng nhớ. Rất thật là từ lớp 1 đến giờ lần đầu tiên học một cái lớp gọi là vui như thế này. Từ lớp 1 đến bây giờ lần đầu tiên học một cái lớp vui như thế này nhá. Alo. Thôi thì đến đây là cái chuyện tâm sự của tôi đến đây là kết thúc. Tôi thì còn bạn nào còn cái gì thì lên nói nốt đi. Nào em ơi, cho tôi đây nào. 3 năm qua em không có hiểu cô. Ngày hôm nay mình gửi đến các bạn và cô giáo ở đây lời mà mình muốn nói. Tuy không phải là 3 năm học cùng với nhau nhưng mà lớp 11 khi mình chuyển sang thì các bạn đã để lại cho mình nhiều cảm xúc vui quá, buồn quá, nhiều khi ghét cũng quá. Chúng ta cổ vũ bạn nào.
nhưng mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhiều khi mình vẫn còn hay cáu gắt với các bạn thì có gì mong mọi người bỏ qua. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn và các cô và các anh ở đây. Trong 3 năm học vừa qua thì cũng có nhiều, rất là nhiều cảm xúc. Cũng như là học 3 năm, cảm thấy là các bạn cũng chưa bao giờ là đoàn kết một lần cả. Các bạn rất hay là đấu đá, ghét có. Lúc nào cũng tị nhau chỉ một việc rất là bé thôi. Hay là thậm chí một cái kỷ yếu như này, ròng rã một tháng trời cả lớp cãi nhau đến mức mà kiểu nhiều khi không còn muốn chụp nữa. Các bạn có thấy như thế không? Cãi nhau bắt đầu tiền hay là trang trí hay là những cái gì rất là nhỏ nhặt thôi, các bạn cũng thấy là không được vừa ý nhau đến mức mà cả lớp kiểu chán nản mà muốn bỏ luôn cái kỷ yếu như này. Nhưng mà cuối cùng thì kỷ yếu chúng ta thành công không? Có. Các bạn vẫn vui vẻ đồng ý để có một cái buổi kỷ yếu như này hôm nay thì em cảm thấy cũng rất là vui. Thời gian qua thì em thấy các bạn trong lớp cũng rất là đoàn, cũng là nhiều bạn cũng không thích em cho lắm, em biết mà. Các bạn có ở lớp, trong bạn ở trong lớp mình có bạn nào mà ghét tớ lắm không? Có. Bài đầu tiên. Ghét kiểu mà tính nó hay là thế này kia hay là không nói ra, là mình cứ phải tò mò xem là bạn nào ghét mình để mình làm hài lòng người ta. Có, tớ muốn bạn nào không thích tớ, tớ muốn hỏi xem là bạn nào không thích tớ ở điểm gì không? Thật sự đây với các bạn một điều là tôi là một con người rất chi là nóng tính. Nhưng mà thật sự là nhiều khi mình học ở trên lớp ấy, mình cảm thấy Phương người rất là vui đó, rất là vui nhá. Nhưng mà thề cái lúc ngủ ấy, ai mà động mà như kiểu là một con người ấy luôn. Một con người không biết. Nói thẳng ra là một con sư tử đi. Sư tử ở đâu ấy, chỉ ghét mỗi cái tình đấy thôi. Nhưng mà cũng đồng hành với nhau 3 năm qua rồi thì cũng có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Nói chung là Tây Sơn của tôi có tất cả, có bạn và có tất cả các bạn ngồi đây. Chuyển mic các bạn. Thôi. Nói tiếp thôi. Thật sự để nói thì là 3 năm cấp 3 là khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Các bạn và cô để lại rất nhiều kỷ niệm cho em. Vui buồn đều có, ghét nhau đều có, nói xấu nhau có hết. Mọi thứ, cảm xúc đều có. Lần đầu nói bồi hồi. Thật sự là những lần cả lớp vui chơi với nhau thì sự đoàn kết nó chưa thực sự là có, còn đấu đá nhau rất nhiều. Sự chia bè chia phái cũng có. Nhưng mà sau tất cả thì tất cả các bạn đều đoàn kết và tạo lên một tình cảm đoàn kết giữa các bạn bè, giữa cái thanh xuân tươi đẹp này nhất của cấp 3. Em chẳng nói gì hơn là em cảm ơn cô, đặc biệt là cảm ơn cô. Cô luôn bao bọc em, giúp đỡ em những lúc em khó khăn. Sự lông lổi của em trong lớp 10 và lớp 11 rất là lông lổi, nhưng mà cô luôn bao che cho em, cô luôn bao bọc em, giúp đỡ em. Và tất cả các bạn,
đôi khi em có những lời nói nó không vừa tai các bạn ấy. Nên là mong tất cả các bạn bỏ qua cho mình. Và cảm ơn tất cả các bạn là thanh xuân của tớ. Cảm ơn cô là một phần nào đó trong thanh xuân của em rất tươi đẹp. Nếu như sau này khi các bạn gặp lại nhau nhớ chào nhau nhé. Đừng có đi qua lướt qua không thèm nhìn gì hết. Mặt vinh vinh lên nhé. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Nói cảm ơn nhiều quá. Em chào các bạn, chào cô giáo. Thì từ lúc lớp 10 đến giờ thì cảm ơn cô và các bạn đã đồng hành cùng với em trong suốt 3 năm học vừa qua. Thì vui, buồn, nhiều khi là ghét nhau cũng có. Mình biết là có rất nhiều bạn là không thích tính cách của mình rồi thì cũng ghét mình rất là nhiều. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cuối năm rồi thì mình mong các bạn là bỏ qua những cái tính ích kỷ đấy của mình. Thì chúng ta cùng đoàn kết với nhau suốt 2 tháng cuối cùng. Để cuối cùng thì chúng ta cùng đỗ tốt nghiệp, cùng thành công trong cuộc sống. Chứ đừng có kiểu không đoàn kết với nhau như thế này. Và em cũng rất là bất ngờ, bởi vì là không nghĩ là mình sẽ có một buổi kỳ yếu nó như thế này cùng với lớp. Bởi vì là em thấy lớp không được đoàn kết với lại cũng nhiều lúc là cũng có lúc là nghĩ là lớp sẽ không có được buổi kỳ yếu như hôm nay. Và cũng cảm ơn tất cả các bạn đã có được một buổi kỳ yếu đẹp như thế này. Và em cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Cả 3 năm qua đã bao bọc và giúp đỡ em rất là nhiều. Trong khi đó là năm lớp 11 thì em có hơi bồng bột một chút. Thì cũng mong cô là cô vẫn tha thứ cho em và bỏ qua, không nói với bố mẹ để bố mẹ cũng biết. Quên hết rồi. Mà cảm ơn cô rất là nhiều đã giúp đỡ em và cũng tin tưởng em để em từ lớp 10 đến giờ thì cũng tin tưởng em để làm em làm rất nhiều chức ở trong lớp ấy. Nên em cũng cảm ơn cô rất là nhiều vì trong 3 năm học vừa qua cũng cố gắng. Cố gắng em nhé. Cảm ơn cô. Các bạn nghe cô nói nhá. Thực ra các bạn từ đấy giờ cô giáo nghe các bạn nói rất là nhiều. Thực tế là cô giáo biết một số bạn còn vẫn muốn lên đây nói chứ không phải là không. Cô giáo biết mà. Thế nhưng chẳng qua các bạn đang còn rụt rè và chưa muốn lên thôi. Thế nhưng cô giáo nghĩ là thời gian nó cũng không còn nhiều nữa. Cô giáo cũng muốn là đồng ý cái việc hôm nay các bạn chụp ảnh ngày mùng 2 này vì chúng ta thật sự nhanh chóng ổn định để chúng ta quay trở lại học hành. Bởi vì thời gian chuẩn bị đến cuối tháng 6 đến nơi rồi. Chúng ta tầm 20 tháng 6 là chúng ta đã dừng học ở trường rồi. Cho nên cô giáo có điều muốn nói với các bạn như sau này. Thứ nhất, cô không nghĩ rằng là buổi chụp kỷ yếu chúng ta hôm nay lại thành công như thế này. Bởi bản thân tối hôm qua cô giáo vẫn mắng các bạn mà. Các bạn cãi nhau quá nhiều luôn về cái việc chụp kỷ yếu. Cả cả cái việc trang trí lớp cũng thế. Cô giáo không là người trực tiếp ở đó, nhưng cô giáo biết các bạn cãi nhau thế nào. Bởi vì thực tế khi các bạn cãi nhau là các bạn về đều nói chuyện với cô. Cô chỉ nghe, nhưng cô không, nhiều bạn nói với cô nhưng cô cháu chưa nói gì cả. Các bạn cãi nhau nhiều lắm luôn. Cô buồn ơi là buồn. Chính vì sáng hôm nay cô giáo nghĩ rằng cô giáo không nghĩ là chúng ta có một buổi chụp kỷ yếu thành công được. Bản thân cô khi ra khỏi nhà cô buồn buồn ơi là buồn luôn. Cô không biết rằng là hôm nay mình sẽ có một cái tâm thế như thế nào để chụp ảnh nữa. Cô cố gắng. Và cái việc đầu tiên khi cô giáo bước vào cổng trường đó là cô giáo thấy thời tiết này rất là trong xanh. Hãy lấy khí thế, lấy cảm xúc đầu tiên đã, cô giáo bước vào cổng trường. Nói thật với các bạn như thế. Sau đó khi cô giáo bước lên lớp, cô giáo thấy một số bạn rất muộn. Nhưng cô giáo cố gắng kiềm chế bản thân mình. Bởi bản thân cô là từ trước nay rất nóng tính. Các bạn muộn như thế là cô giáo đã mắng các bạn rất là nhiều rồi. Nhưng bản thân cô hôm nay là cô kiềm chế bản thân rất là nhiều. Cô kiềm chế để xem các bạn làm những gì. Hôm nay hầu như cô không làm. Nhưng đến lúc này là cô cảm thấy rất hài lòng. Hài lòng. Cô giáo mong là sau buổi hôm nay, tất cả những cái việc như là các bạn cãi nhau này, các bạn ghét nhau này, các bạn nói xấu nhau này, các bạn không đoàn kết này, các bạn bỏ hết qua cho cô. Hãy tập trung hết sức của mình vào việc học tập. Và cô giáo không muốn khi thi xong các bạn nói với cô rằng là cô em không làm được bài, cô ơi thế này thế kia. Nó khiến cô phải lo lắng. Cô đi coi thi không phải là coi ở trường, cô đi coi ở trường khác.
những cô sẽ dõi theo các bạn. Cô sẽ xem các bạn làm bài như thế nào. Bản thân cô khi mà kết thúc thi xong là cô sẽ không về trường luôn, và cô chỉ về nhà đúng một đêm, sau đó cô lên Bắc Giang, cô chấm thi. Nên cái việc đi chơi của các bạn thì các bạn cũng phải xem xét, chứ cô không có mặt ở nhà. Nên chính vì thế là cô mong các bạn sau ngày hôm nay, ngày mai cô cho bạn ngủ một buổi đi, cho thật sự thoải mái, tỉnh táo đi, xong chúng ta tập trung vào học tập nhé. Các bạn đồng ý không? Có ạ. Cô Giang nghĩ rằng ngày hôm nay đã buổi chụp yếu ra vô cùng thành công. Chúng ta bỏ hết những cái gì không tốt đẹp để chúng ta hướng tới những điều tốt đẹp hơn nhá. Chúc bạn đồng ý không? Đồng ý nhá. Bây giờ chúng ta sẽ hát một bài thật vui tươi thôi, chúng ta giải tán nhá. Vâng ạ. Đồng ý nhá. Vâng ạ. Chẳng biết anh đang nơi nào.